Hello, chào cả nhà nhé. Hello, chào cả nhà. Chúng mình Mialin đây. Hôm nay chúng mình sẽ có cái buổi học tiếp theo của chúng ta về cái phần kiểm tra đề học kỳ 2 hóa 11 để dự đoán nhỉ. Trao đổi nói chuyện tí trước khi vào học nào. Ở đây bao nhiêu cháu đang theo dõi video live stream chúng mình chưa có người yêu này. Đây bao nhiêu cháu đang theo dõi video live stream chúng mình chưa có người yêu. Bao nhiêu đông nếu có đông cháu chưa có người yêu để chúng mình độ cho có người yêu này, thay vì yêu chúng ta hãy học đúng không, thay vì yêu chúng ta hãy học. Hello, chào cả nhà. Hello, nháy mắt đi cho nó mắt nó khỏe tí, dậy không bị nhìn lé. Đề này nhìn lé là nhục lắm. Xin giới thiệu các cháu, hôm nay chúng mình sẽ thực hiện cái buổi học ngày hôm nay là về kiểm tra đề học kỳ 2 để dự đoán hóa 11 nhé. Cái đề này rất là hay luôn, do chính tay chúng mình biên soạn nên là chúng mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là hay và rất là thú vị với lại tất cả các bạn 2K3 hay là cũng như là tất cả các bạn đang học lớp 11 trên cả nước. Nên là hãy share video này bởi vì nó free và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này. Bởi vì ạ, làm sao ạ? Từ câu số 1 đến câu số 20 là cực kỳ dễ. Đúng không ạ? Xem tình hình thế nào, xem quà cáp làm sao nhờ. Bao nhiêu cháu đang theo dõi buổi học ngày hôm nay muốn được nhận quà từ chúng mình ạ? Bao nhiêu cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay muốn nhận quà từ chúng mình ạ? Bao nhiêu cháu ạ? Alo, chào cả nhà. File đề ở ngay trên page của thầy nhá, file đề ở ngay trên page của chú. Hello. Chào cả nhà. Uyên Nhi, hello, chào cháu. Hello, chào Bảo An nhá. Chào cả nhà nhá. Bao giờ các cháu thi? Hôm nào các cháu thi đây? Hello. Sao em không thấy? Thấy hết đi chứ. Hello. Chú có ke hết. Ke hết chứ.
Rồi, ok. Hello, chào cả nhà. Hôm nay là một cái đề dự đoán. Hôm nay chúng mình sẽ xin phép các cháu là chúng mình sẽ chữa một cái đề dự đoán dành cho 2K3. Thì rất là cảm ơn các cháu 2K3 đã và đang theo dõi buổi livestream này. Và rất là cảm ơn các cháu đã những cháu nào đã và đang share video livestream này lại về tường, cũng như là tag các bạn bị mất gốc 2K3 vào trong video livestream này. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình Merlin trong tất cả các buổi học từ trước đến giờ. Thì để mà cảm ơn cho tất cả các cháu đấy, thì chúng mình có một món quà đặc biệt để dành cho tất cả các cháu nhá. Tối nay ạ, chỉ riêng tối nay thôi ạ, chỉ riêng tối nay ạ, chúng mình sẽ có một cái món quà cực kỳ đặc biệt dành cho tất cả các cháu, nhưng mà lại chỉ dành cho những bạn nào mà share video livestream của chúng mình lại về tường nhá. Chỉ dành cho những bạn nào share video livestream lại về tường và tag các bạn vào trong video livestream thôi ạ. Món quà đặc biệt ạ, chỉ dành cho những cháu mà share video livestream lại về tường và tag các bạn trong video livestream ạ. Thế mới căng đúng không? Bước 1 là share, sau đó thì tag các bạn vào trong video livestream này thì chúng mình sẽ gửi quà cho các cháu ạ. Hello. Chào cả nhà. Ủa, chúng mình cũng quên chưa xe phải tưởng. Ý. 2K3 ơi, 2K3 hôm nay đi chơi rồi. 2K3 hôm nay đi chơi với gấu hết rồi. Buồn quá đi 2K3 ơi. Xem nào. Cái gì đây nào? 2K3 thích gì đây nhỉ? Mình có quà gì? À, bọn này chuẩn bị học sang lớp 12 rồi. Hôm nay mình sẽ tặng là 6 chọn bộ nhận biết hóa học đi. Đồ này chắc là vã nhận biết hóa học lắm rồi. Đúng không? Nhận biết hóa học chắc là toang nhiều. Nay chúng mình sẽ tặng các cháu món quà là chọn bộ nhận biết hóa học dành cho chỉ dành cho những cháu nào xem video livestream lại về tường và tag các bạn vào trong video livestream này, cũng như là hello chào cả nhà, comment đáp án câu số 1 ạ. Chào Lê Thùy Linh, chào Nguyễn Hải Long, chào Nguyễn Minh Tuyết, chào Đỗ Hữu Đức, thầy tặng người yêu, ok, thầy còn chưa có người yêu. Hello chào Cẩm Ly, chào Uyên Nhi, chào Lăng Thiên Ca, chào Phương Linh. Hello chào cả nhà. À, cả nhà nhớ xem video livestream lại về tường ạ và comment đáp án câu số 1 ạ. Vẫn như cũ ạ, chúng mình sẽ tặng quà cho 20 cháu. Chúng mình sẽ tặng quà cho 20 cháu đầu tiên nhá. Comment đáp án câu số 1 đây, để Uyên Nhi này. Gửi quà cho Uyên Nhi ạ. Cảm ơn các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình nhiệt tình ạ. Và úi giời, Uyên Nhi được bao nhiêu bài? Nay tặng quà tiếp. Đấy, chọn bộ tài liệu nhận biết hóa học dành cho Uyên Nhi ạ. Bước 1 xe chúng mình chỉ tặng quà cho 20 cháu thôi nhá. Cháu Uyên Nhi cháu đầu tiên rồi. Ok. Hello chào Nguyệt Anh, chào Hằng Nguyễn Thị Linh, chào Xuân Bình. Các cháu hãy giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở trong video này, bởi vì đây từ câu số 1 đến câu số 20 là những cái câu mà chống liệt hóa. Hello chào Cẩm Ly, chào Thu Hà nhá. Hello chào Thu Hà. Cẩm Ly xe rồi, ok. Vừa nãy nhìn tượng chưa xe. À, Cẩm Ly ơi, chúng mình gửi quà phần bình luận nhé. Đây. Không không có inbox được cho Cẩm Ly nên phải gửi quà. Để chọn bộ tài liệu nhận biết hóa học dành cho Cẩm Ly ạ. À, Đỗ Hữu Đức này. Đỗ Hữu Đức này. Hello chào Đỗ Hữu Đức nha, chào cháu. Đỗ Hữu Đức xe chưa? Đỗ Hữu Đức chưa xe. Đức chưa xe chưa có quà cháu ơi, mặc dù rất là đáng yêu nhưng mà phải xe thì mới có quà. Hello chào Thu Hà, top fan của chúng mình nha. Hello chào Thu Hà xe video livestream chưa? Thu Hà chưa xe thì chưa có quà. Hello chào Thu Hà. Chào Vũ Minh Hiếu xe chưa nào? Vũ Minh Hiếu cũng chưa xe chưa có quà cháu ơi. Bước 1 xe video livestream của chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Ok. Nguyễn Thị Nga này. Hãy share video này bởi vì đây là một video livestream free ạ và giúp chúng mình tag các bạn của các cháu vào trong video livestream này. Cảm ơn tất cả các cháu nhá. Các cháu giúp chúng mình tag những bạn bị mất gốc vào trong video livestream này vậy ạ. Ok, gửi quà cho Nguyễn Thị Nga. Hello chào Nhật Hạ. Nhật Hạ đã share video livestream chúng mình đây, Nhật Hạ share rồi đây. Gửi quà cho Nhật Hạ luôn. Gửi quà cho Nhật Hạ luôn. Ok, đấy, gửi quà cho Nhật Hạ rồi. Ok, Nguyễn Thị Nga có quà rồi. Chào Lưu Hoàng nhá, chào Lê Hà Trang nhá. Hello, chào các cháu. Nay mình học cái đề cực kỳ chất luôn. Đề này dự đoán là có trong cái đề thi học kỳ của cháu sắp tới đây.
Có rất nhiều câu, có nhất là cái câu cuối cùng ạ, câu số 40 ạ, cực kỳ hay ạ, với cách giải cực kỳ bá đạo ạ. Hello, chào Nguyễn Văn Ninh nhá, chào Nguyệt Anh, hello chào cả nhà. Cả nhà đang tham gia buổi học của chúng mình Mirlit ạ. Hello. Chào Nguyệt Anh nhá. Hello, chào Nguyệt Anh. Hôm nay chúng mình thấy 2K3 cứ đuối đuối nhỉ. 2K3 ơi. 2K3 đâu rồi? Hôm nay chúng mình thấy 2K3 cứ đuối đuối kiểu gì ạ? Đây, Lê Minh Huệ đây là xe rồi. Gửi quà cho cháu luôn. Bước một xe video livestream chúng mình lại về tường ạ. Bước hai comment đáp án ạ. Bước một xe video livestream, bước hai comment đáp án, chúng mình sẽ gửi quà ngay lập tức cho cháu. Chào Tăng Thị Hường nhá. Chào Nguyễn Quốc Thiên. Hello, chào Thiên. Thiên chưa xe mất rồi. Thiên chưa xe chưa có quà mất rồi. Hello, chào Lê Thành Đạt. Hello, chào Lê Thành Đạt. Lê Thành Đạt xe video livestream chúng mình chưa? Thành Đạt chưa xe rồi, chưa xe chưa có quà cháu ơi. Hello, chào Thanh Huy Hoàng, hello chào Quốc Cường nhá. Hello chào Quốc Cường ạ. Quốc Cường xe chưa? Quốc Cường kiểu này là chưa. À, Quốc Cường xe rồi, tí tưởng chưa xe. Gửi quà cho Quốc Cường ở dưới phần bình luận luôn này. Gửi quà cho Quốc Cường dưới phần bình luận luôn. Đấy, gửi quà cho Quốc Cường luôn. Quốc Cường tí check dưới phần bình luận nhá, lấy quà nhá. Quý nhất mấy cái cháu mà tổ chức xem chung này luôn. Hello chào Phan Thị Quỳnh Như. Các cháu hãy giúp chúng mình share video này bởi nó free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn với mất gốc của các cháu vào trong video livestream này ạ. Để mà các bạn ấy không bị sợ hóa, chống mất gốc hóa. Đây là những cái thuốc của chúng mình ạ. Từ câu số 1 đến câu số 20 là câu chống liệt ạ. Chỉ cần xem thôi, không cần học nhiều hóa là cũng được. Ok, chào Lê Trinh. Nhất là dành cho những bạn ban D ạ. Từ câu số 1 đến câu số 20 chúng mình sẽ chữa theo phong cách dành cho ban D ạ. Hello, chào Lê Trinh. Chào Lê Trinh, gửi quà cho Lê Trinh này. Chọn bộ tài liệu nhận biết hóa học. Đấy, gửi quà cho các cháu luôn. À, chào Trang Huyền Nguyễn nhá. Hello, chào cháu Trang Huyền Nguyễn. Đấy, chúng mình xin phép chúng mình tặng quà thêm cho hai bạn nữa thôi rồi chúng mình bắt đầu vào học. Chúng mình xin phép tặng quà thêm cho hai bạn nữa thôi rồi chúng mình bắt đầu vào học. Các cháu chú ý nhá. Quà tặng của chúng mình sẽ tặng liên tục ở các câu mốc câu như câu số 1, câu số 1 này và câu số 10, câu số 20, câu số 30 và câu số 40 ạ. 1, 10, 20, 30, 40. Các cháu chú ý là theo dõi, comment thật nhiều đáp án, share video livestream lại về tường để chúng mình tặng quà. Chúng mình sẽ ưu tiên tặng quà cho cháu nào mà chúng mình thuộc tên nhiều nhất. Và để cho chúng mình thuộc tên thì khi và chỉ khi cháu phải comment đáp án thật nhiều thì chúng mình mới thuộc tên nữa. Ok ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đi chấm cái để mình vào học nào. Các thanh niên ơi, sẵn sàng chưa? Các thanh niên đâu rồi? Sẵn sàng chưa? Chấm cái mình vào học nào. Đấy, chúng mình vẫn đang tranh thủ gửi nốt quà cho một vài cháu nữa. Rồi mình sẽ bắt đầu vào học ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang học theo chúng mình và đã ủng hộ chúng mình từ trước đến nay ạ. Hãy share video này bởi nó là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn của các cháu bị mất gốc vào trong video livestream này ạ. Bởi vì 20 câu đầu tiên là 20 câu đầu dành cho các bạn mất gốc ạ. Hello. Nào mới bắt đầu nhá. Bắt đầu được chưa? Thôi chiến. Ok, chiến. Chiến chặt nhá, làm từ câu số 1 đến câu số 40 nhá. Nào. Câu giới thiệu lại với các cháu này, chúng mình sẽ chữa chúng ta cái đề kiểm tra học kỳ 2 môn hóa 11. Đề này là đề dự đoán ạ. Câu số 1, bậc của ancol tetbutylic là, ở trong cái đề này là cái đề mà chúng mình là dự đoán sẽ có rất rất nhiều câu ở bên trong đề học thi học kỳ của cháu. Nên các cháu chú ý nhá. Nhớ comment đáp án để chúng mình biết rằng là cháu làm đúng hay cháu làm sai. Bậc của ancol tetbutylic là ancol tetbutylic, các cháu phải lưu ý nhá. Butylic là có 4 carbon. Bút. Bút. Bút ơi là bút. Tetbutylic ạ. Đây. Bu có 4 carbon ạ. Đây ạ. C ạ. Tet là bậc 3. OH cắm vào đây ạ. Được chưa? Vậy cho cháu nhìn nhá. Bậc của ancol thì chính bằng bậc của nguyên tử carbon mà nhóm OH cắm vào. Vậy ở đây thằng carbon này bậc 1, 2, 3. Vậy anh ancol này là ancol bậc 3. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 4. Chất nào làm mất máu dung dịch KMNO ở nhiệt độ thường? Thì các cháu chú ý lưu ý ở chúng mình này. Để làm mất máu dung dịch KMNO4 ở nhiệt độ thường thì khi và chỉ khi nó có nối đôi CC hoặc nối 3CC. Được chưa? Nối đôi CC hoặc nối 3CC, vậy thì chúng ta nhìn này. Ý A này là ancolytic không có nối đôi này. Ý B này là propan này, không có nối đôi này. Ý C này là toluen hay còn được gọi là metin benzen này, không có nối đôi này. Vậy thì đáp án đúng chúng ta là đáp án C, tại vì đáp án C này có nối đôi CC nhá. Ok, chúng mình thấy rất nhiều cháu comment đáp án đúng đấy ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Hãy share video này bởi đây là một video
free và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này. Và ở đây chúng mình đã dạy các cháu các skill mất gốc. Câu số 3, hợp chất X có công thức phân tử. Câu số 3, hợp chất X có công thức phân tử là C8H10 có bao nhiêu đồng phân hydrocarbon thơm? Các cháu nhìn nhá. Đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu đồng phân hydrocarbon thơm? Thì mình nhìn này, mình vẽ đồng phân này. Đây, đây là mạch C6 đúng không? Hydrocarbon thơm là phải chứa vòng benzen đúng không? Vậy chúng mình có này, một carbon này, hai carbon đủ C8 chưa? Đấy một cháu nhá. Cháu thứ hai này, các cháu nhìn kỹ này, câu này rất nhiều cháu bị nhầm nhá, các cháu nhìn kỹ. Một này, hai, đây là cháu thứ hai này. Cháu thứ ba này, các cháu nhìn kỹ nhá. Anh này là cháu thứ ba này, C này. C này cháu thứ ba này. Và cháu cuối cùng này. Và cháu cuối cùng này. Đây. C này. C đây là cháu cuối cùng. Ok. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? 1 2 3 4 chúng ta có 4 đồng phân. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A. À, rất là dễ luôn ạ. Câu số 4. Câu số 4 là câu ở bên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Trung học phổ thông quốc gia 2018 thì người ta cũng hỏi là thành phần chính của khí thiên nhiên là gì? Đấy thì ở đây cháu mà làm được câu 4 này là cháu làm được 0,25 điểm đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đấy. Đỗ rồi đúng không? Đỗ chặt. Đúng không? À, mình có thành phần chính của khí thiên nhiên là gì ạ? Không có anh nào khác ngoài gì? Metan cho cháu nhé. Metan. Thành phần chính của khí thiên nhiên là metan. Câu số 5. Câu số 5 ạ. Tên quốc tế. Tên quốc tế hay còn được gọi là tên UPAC của axit carboxylic có cấu tạo sau là. Đây, tên quốc tế là tên UPAC. Thế thì ở để làm được cái phần này thì các cháu cần chú ý giúp mình là đánh số ấy ạ. Đánh số thì mình ưu tiên là đánh số từ phía bên trái sang hay phía bên phải sang ạ? Nào, đánh số từ phía bên trái sang hay phía bên phải sang ạ? Đánh số phải ưu tiên từ nhóm COH nhá. 1 2 3 4 các cháu nhá. Vậy này là gì ạ? 2,3 hai nhóm CH3 lại 2,3 dimetin. 2,3 dimetin này. Vứt cháu này, vứt cháu này, vứt cháu này. Vậy nó là 2,3 dimetin. Mẹ em phải bón, gọi là butanoic. Đáp án đúng chúng ta là axit 2,3 dimetin butanoic. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Đấy, câu 5 của chúng ta đáp án đúng là đáp án D ạ. Đấy, có rất nhiều cháu bị sai câu này. Đấy. Ở đây thì xin phép các cháu là 2 phút để quảng cáo. Thì chúng mình có rất nhiều khóa học để dành cho các bạn học sinh lớp 11 để ôn thi Trung học phổ thông quốc gia cho năm sau. Cháu nào muốn đăng ký khóa học thì hoàn toàn inbox cho chúng mình nhá. Chúng mình có khóa mà luyện thi kiến thức căn bản này, chúng mình có khóa luyện đề này, chúng mình có khóa tổng ôn này. Đấy, thì các cháu nào mà muốn đăng ký khóa học thì hoàn toàn inbox cho chúng mình bằng nick Minh Berlin ạ. Ok ạ. Mình chữa tiếp nhé. Câu số 6. Cho các phản ứng sau, trong các phản ứng trên, phản ứng nào không phải phản ứng thế? Như các cháu biết thì chú Minh sẽ off khá là nhiều. Thì đến 60% học sinh lớp off của chú Minh bị chú Minh lừa ở câu số 6 này. Không biết là có rất nhiều cháu ở lớp online này có bị lừa không ạ? Chúng ta cùng xem nhé. Đề bài ở đây hỏi là không phải là phản ứng thế ạ. Không phải là phản ứng thế ạ. Để các cháu thử comment đáp án xem ý kiến của các cháu là đúng hay sai ạ. Đề bài ở đây các cháu chú ý nhé. Đề bài hỏi là không phải là phản ứng thế, có nghĩa là loại những thằng phản ứng thế. Thế là gì ạ? Phản ứng thế là phản ứng mà có một hay nhiều nhóm nguyên tử thay thế hay một hay nhiều nhóm nguyên tử khác. Vậy đây này, ở đây là clo thay thế hydro. Clo thay thế hydro, vậy một không phải, ba không phải. Một và ba là thế rồi. Được chưa? Vậy loại có một. Đúng chưa? Xem nhá. Hai này, hai đây phản ứng cộng. Bốn này là phản ứng tách nước. Vậy là 2 và 4 là không phải phản ứng thế. Vậy đáp án đúng chúng ta là có bao nhiêu ạ? Phản ứng không phải phản ứng thế là 2 và 4. Đáp án đúng là đáp án A. Và rất nhiều cháu mắt lé tô phải C. Bởi vì đếm, đếm là tô C. Đấy, rất nhiều cháu đếm có 2 phản ứng, tô 2 luôn. Nhưng đây hỏi là phản ứng nào ạ? 2 và 4 ạ. Các cháu lưu ý nhé. Hết sức lưu ý cho mình. Câu số 7. Khi hydrat hóa. Câu số 7 ạ. Khi hydrat hóa 2 metin bút 2N. 2 metin bút 2N đây, bút 2N đây ạ. 2 metin bút 2N đây ạ. Hydrat hóa là gì ạ? Hydrat hóa là cộng nước các cháu nhớ nhé. Hydrat hóa là cộng nước là cộng HOH, được chưa? Đây cộng nước. Thì hydrat hóa thì mình có này, C này, C này, C này, C này, được chưa? Nối đôi đứt ra, chia hai cái vạch lên. Được chưa?
thì một vạch là một nhóm OH đính vào, được chưa? Thế các cháu lưu ý này, OH sẽ ưu tiên đính vào carbon có bậc cao hơn, vậy OH sẽ ưu tiên đính vào đây, được chưa? H đính vào chỗ còn lại. Vậy chúng mình đánh số là 1, 2, 3, 4. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì? 2 metin. 2 metin. Được chưa? 2 metin ạ. Mẹ em phải bón bút tan mấy on ạ? 2 on. 2 metin butan 2 on. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? 2 metin butan 2 on, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Các cháu nhớ cái quy tắc cộng nhá. Là OH là chân dài ưu tiên cộng vào carbon có bậc cao hơn. Được chưa? Có hai carbon đây thì nó sẽ ưu tiên vào carbon có bậc cao hơn, các cháu nhớ nhá. Ok. Mình sang câu số 8 nào. Mình sang câu số 8 nào. Đốt cháy một ancol đa chức. Đốt cháy một ancol đa chức. Lưu ý cho chúng mình là đây là đề bài bảo chúng ta là ancol đa chức nhá, vậy là thằng đơn chức loại. Vậy đa chức là có nhiều hơn một oxy, đây là đơn chức rồi. Loại ngay trò này. Được chưa? Đề bài bảo là cho chúng ta là tỷ lệ số mol lần lượt là 3 chia 2. Thì các cháu nhìn nhá. Chú ý này, chúng mình đặt luôn số mol của nước là 3 mol. Thì số mol CO2 là 2 mol. Chơi thế cho nó máu, ok. Chơi thế cho nó máu ạ. Nào, vậy ở đây mình có này, mình thấy là số mol nước lớn hơn số mol CO2. Vậy chắc chắn nó là no. Được chưa? Chắc chắn nó là no. Chúng mình thấy là các bạn đã đăng đáp án đến câu 40 rồi đấy, kinh khủng chưa? Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang ủng hộ chúng mình ạ. Những các bạn học khét lẹt luôn ạ. Đấy là những bạn học offline của chúng mình đấy ạ. Nào, mình có này, no vậy thì công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2n cộng 2 OX. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn do là ancol no nên mình sẽ luôn luôn có một điều như sau ạ, là N nước trừ NCO2 thì chính bằng N ancol. N nước trừ NCO2 bằng N ancol. Và N nước bằng 3, NCO2 bằng 2, vậy 3 trừ 2 thì bằng 1. Vậy N ancol bằng 1 nhá. Với N ancol bằng 1 thì chúng mình suy được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon sẽ chính bằng số mol CO2 là 2 chia cho số mol ancol là 1, vậy nó bằng 2 ạ. Vậy thì suy ra công thức của nó sẽ là C2H6OX. Thế bây giờ đến đây là phải sử dụng logic trí thông minh. Thực ra chẳng cần. Các cháu nhìn nhá, anh này là C3, loại đáp án A. Anh này là C3, loại đáp án C. Vậy mình chỉ có đáp án gì thôi ạ? C2H6O2. Tại sao là O2? Tại vì anh này đa chức. Đề bài nói chúng ta là đa chức rồi. Ok chưa? Rất là dễ thôi ạ. Câu số 9. Câu số 9. Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là. Đấy, các cháu chú ý nhá. Đây là một cái chuỗi video để mà chúng mình hướng dẫn cho các cháu học sinh lớp 11 có thể ôn thi học kỳ thật là tốt. Hãy nhanh tay giúp chú Minh là share video này bởi nó là một video free, và giúp chú Minh tag các bạn bị bất gốc vào đây, bởi vì đây là từ câu số 1 cho đến câu số 20 là những cái câu mà dành cho các bạn bị mất gốc chống liệt hóa. Nào, chúng ta tiếp tục nhá. Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là gì ạ? Ui, cái này dễ quá, game này quá dễ ạ. Các bạn phải comment đáp án nhé, bởi vì là comment đáp án thì mới chứng minh là mình thông minh, được chưa? Nào, đáp án đúng chúng ta là gì ạ? CnH2n trừ 6n. Nhỏ hơn 6 là toang rồi. Rất nhiều cháu chọn này này, toang không nhìn cái điều kiện là toang. Đúng không ạ? Nó phải là gì ạ? CnH2n trừ 6 thì đúng rồi, nhưng điều kiện ạ. CnH2n trừ 6 và điều kiện nó phải là n lớn hơn bằng 6 nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. N lớn bằng 6. Ok. Câu số 10 rồi các bạn ơi. Câu số 10 ạ. Sang câu số 10 ạ. Hello, chào Thanh Bình Nguyễn. Như các cháu nhìn này, ở đây có bạn là Thanh Bình Nguyễn, bạn vừa comment lên câu 40, bạn này là học offline, bạn này bạn đang hack đề đấy, tại vì là lúc nãy thầy chữa cái đề này cho offline rồi. Các cháu đang được học cái đề này là đề sát với lớp offline nhất ạ. Những cái đề mà chuẩn thi nhất ạ thì chúng mình cho ở trong này ạ. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Đấy nha, share video này bởi vì đây là một video free ạ. Giúp chúng mình nào, comment đáp án câu số 10 để tặng quà nào. Chúng mình sẽ tặng quà cho cháu nào comment đáp án nhanh nhất câu số 10 và share video live stream lại về tường ạ. Cháu nào comment đáp án nhanh nhất câu số 10 và share video live stream lại về tường ạ thì chúng mình sẽ tặng quà ngay lập tức cho cháu đó ạ. Chúng mình chỉnh lại cái này. Hôm nay cái này tự nhiên nó xanh lè à. Ghét thế không biết. Ghét kinh khủng luôn. Ngay tự nhiên cái này nó xanh lè luôn. Không hiểu tại sao. Tự nhiên bị xanh lè nhá.
xanh hơn mọi ngày luôn. Đợi tí chúng mình chỉnh. Rất nhiều màu đúng không ạ? Tự nhiên bị xanh lè này. Chán thế không biết. Máu với chả mè. Hay là do cam rồi. Chắc là do cam rồi các cháu. Mai phải đi mua cam mới về livestream cho các cháu. Hôm nay các cháu chịu khó học xanh lè tí nhá. Được không? Hôm nay các cháu chịu khó học xanh lè tí. Nhờ. Chắc không sao. Ok. Mình chiến đấu tiếp nhá, mình chiến đấu tiếp nhá. Ok, u rồi. Đấy, vừa đi chỉnh máy tí mà chúng nó comment liên tục tục rồi. Chết rồi, chết rồi. Đâu rồi? 10 đây rồi. Hello, chào Thủy Nguyễn ạ. Bước 1 xe video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án, cháu này chưa xe ạ. À, Thủy Nguyễn này, chúng mình câu số 10 chúng mình tặng quà cho 10 cháu. Câu số 20 cũng vậy. Ok. À, các cháu nhớ nhá, bước 1 xe video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Chúng mình sẽ tặng quà ngay lập tức cho cháu ạ. Nhớ tag giúp chú Vinh các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Thank you cả nhà. Chào Đỗ Văn Minh nha. Hello, chào Đỗ Văn Minh. Đỗ Văn Minh chưa xe rồi. Đỗ Văn Minh chưa xe rồi. Chưa xe chưa có quà cháu ơi. Phải xe cơ. Bước 1 xe video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhá. Chào Cam La. Cam La chưa xe. Chưa xe chưa có quà cháu ơi. Hello, chào Cao Thu Hương. Cao Thu Hương xe chưa? Đây, Cao Thu Hương xe rồi đây. Gửi quà cho Cao Thu Hương luôn. Gửi quà cho Cao Thu Hương luôn. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học này của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Bởi vì đây là chúng mình đang hướng dẫn cho các bạn bị mất gốc học ạ. À, nhớ là bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án để được chúng mình tặng quà. Hello, chào cả nhà. Chỉ có những cháu nào share thì mới có quà thôi. Những cháu nào không share thì không có quà. Share là một hình thức để chúng mình nhận biết được fan cứng của chúng mình ạ. Hello, chào Nhất Vương. Đấy, Nhất Vương này rất là nhiệt tình nhá. Học từ đầu đến giờ nhá. Comment đáp án rất nhiều nhá. Share rất nhiều video livestream của chúng mình nhá. Cảm ơn Nhất Vương nhé. Bạn Nhất Vương này là bạn có người yêu rồi. Ok. Có người yêu rồi đúng không? Hello. Chào cả nhà. Tin nhắn Nhất Vương bị trôi đấy. Hello, chào Quang Minh Lương nhá. Hello, chào Quang Minh Lương. Chúng mình tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi, bởi vì là hết slot để tặng quà câu số 10 rồi. Hello, chào Hoa Nguyệt nhá. Hoa Nguyệt chưa share video livestream lại về tường. Hello, chào Phương Linh top fan của chúng mình rất là nhiệt tình comment đáp án nhá. Cảm ơn Phương Linh nhá. Đấy, Phương Linh chăm học thế. Hiếu Anh chưa share. Nốt một cháu nữa thôi. Hello, chào Phan Thị Như Quỳnh ạ. Hello, chào Phan Thị Như Quỳnh. Tặng quà nốt cho cháu Phan Thị Như Quỳnh này nữa. Rồi là sang đến câu 30 chú Minh sẽ lại tặng quà tiếp các cháu nhá. Tặng quà nốt cho cháu Phan Thị Như Quỳnh này. Sang câu 30 chú Minh lại tặng quà tiếp. Ok. Ok. Nhớ bước 1 share video livestream chú Minh lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Nhá, bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án để nhận quà. Ok. Rồi, ngon rồi. Mình chữa tiếp nhá, câu số 10 ạ. Có thể nhận biết anken bằng cách nào các cháu? Mình có thể nhận biết anken bằng cách nào ạ? Các cháu nhớ nhá, mỗi phần 10 này, 20 này, 30 chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu thôi, nhưng các cháu nhớ cố gắng comment đáp án thật nhiều để chúng mình nhớ tên và tag các bạn bị mất gốc vào đây nhá. Câu số 10 ạ, có thể nhận biết anken bằng cách nào ạ? Câu số 10 này có thể nhận biết anken bằng cách nào ạ? Đốt cháy không thể nhận biết được. Cho lội qua dung dịch HCl không? Cho lội qua nước không? Cho lội qua dung dịch brom 1K-MnO4 thì anken nó sẽ là anken sẽ là mất màu dung dịch brom hoặc K-MnO4. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Câu số 11. Anken này thì có tên là gì? Câu số 11, anken này có tên là gì? Đấy, những cái câu hỏi phải gọi tên này là đã thường hay khiến cho các cháu là hoang mang nhiều nhất ạ. Hoang mang nhiều nhất, hoang mang sở tài ạ. 1 2 3 4. Hai mê tin ạ. Mẹ em phải bón đúng không? Bút hai mê tin, bút hai em, hai mê tin, bút hai em. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 12. Styren không có khả năng phản ứng với cháu nào? Styren là cháu này ạ. Styren là cháu này có nối đôi CC ạ. Và do cháu này có nối đôi CC ạ nên nó ăn được brom ạ, là mất màu brom ở điều kiện thường, làm mất màu K-MnO4 là điều kiện thường, tính như anken, tác dụng được với hydro đúng không, xúc tác niken,
Nhưng mà anh Steven đã ăn được AG-N3 trong đợt 3 không ạ? Không ạ. Nó làm gì có hero linh động mà ăn được ạ? Vậy thì đáp án sai chúng ta là không có khả năng phản ứng với dê các cháu nhá. Không ạ, đấy dễ không ạ? Đấy rất là dễ ạ. Đây là những cái câu mà dành cho các bạn mất gốc, thế nên là chúng mình rất là mong muốn các cháu đang theo dõi video này giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc vào trong video này với ạ. Ok, câu số 13 ạ. Trong những dãy chất sau, chất nào là đồng phân của nhau? Cái này mình phải nhớ lại chút. Nào, cái này chúng ta phải nhớ lại chút này. À, trong những dãy chất sau đây, chất nào là đồng phân của nhau? Thì đồng phân là cùng công thức phân tử nhá. Đồng phân là cùng công thức phân tử khác công thức cấu tạo. Vậy ở đây Ia này, cháu này là C3H8O. Được chưa? Cháu này là C2H5OH, vậy là không phải là cùng công thức phân tử rồi. Tiếp tục ý C, C4H10 và C6H6 không cùng công thức phân tử toang. Ý B, cháu này là gì? C2. Đây nhá. C2H6O, cháu này cũng là C2H6O. Ok. Cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo. Vậy thì chắc chắn nó là đồng phân của nhau. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. B bỏ. Nào câu 14 nào. Câu 14. Câu 14 này cũng có rất rất nhiều cháu bị sai nhá. Phần bài tập là các cháu hay bị toang lắm, nên là ở đây chúng mình sẽ giúp đỡ cho các cháu chiến thắng phần bài tập. Từ 1 tấn benzen ạ. Benzen là C6H6. Chúng ta tìm được số mol là 1 chia cho benzen là 12 nhân 6 cộng 6 bằng 78. 1 chia cho 78 thì được bao nhiêu tấn phenol C6H5OH? Hiệu suất quá trình là 50% và anh này là bằng 0,5. Được chưa? Thế các cháu nhìn nhá, 1 phần 78 thì biến sang đây cũng là 1 phần 78. 1 phần 78. Thuận nhân nhân với 0,5. Thuận nhân 0,5. Vậy đây mình có này. 1 chia 78 nhân 0,5 nhân với phân tử khối ạ. Phân tử khối cháu này nhá. 12 nhân 6 cộng 5 cộng 17 bằng 0,62 ạ. 0,602. 0,602 tấn. Vậy tương đương gần bằng ạ. Tương đương gần bằng là A 0,6 ạ. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình share lại video này về tường, bởi đây là một video free ạ. Câu số 15. Tên theo danh pháp thay thế của chất này là? Tên theo danh pháp thay thế chúng ta đánh dấu, đánh số. Đánh số phải ưu tiên từ nhóm OH, nhiều cháu ưu tiên đối đôi là toang. Ưu tiên từ nhóm chức nhá. 1 2 3 4. Ok. Vậy nó sẽ là gì ạ? Mẹ em phải bón bút. Hai em đứng trước. Một on. Ok chưa? Bút 2 em 1 on. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, rất là dễ ạ. Câu số 16. Câu số 16. Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt, để phân biệt hai dung dịch riêng biệt axit acrylic, cái chỗ này chúng ta phải nhớ được cái công thức của axit, không thì toang. Với các cháu lớp 11 thì axit đối với cháu rất là dễ, nhưng mà bây giờ phải thuộc từ bây giờ đi, nếu không lên lớp 12 học ST là toang thực sự luôn. Axit acrylic là cháu này ạ. Đây nhá, dành cho những bạn nào chưa thuộc hết tên axit. Axit formic là cháu này ạ, HCOOH ạ. Người ta dùng thuốc thử nào sau đây? Thì các cháu nhìn này, cháu này có nối đôi CC, chúng ta nghĩ ngay đến dung dịch brom. Mất màu, không hiện tượng, nhìn sang brom không? Không có mới nhục chứ. Không có thì bây giờ chúng ta nhìn này, cháu này có dạng HCO, mình lại nghĩ ngay đến AgNO3 trong NH3 các cháu nhá. Không hiện tượng, kết tủa bạc. À vậy là nhận biết được. Cho AgNO3 vào thì axit acrylic không hiện tượng gì, HCOH cho ta kết tủa bạc. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Nào mình sang câu tiếp theo. Câu số 17, một câu khá là dễ gàm làng. Đây là một cái game dễ ạ, game cực kỳ dễ ạ. Bắn bùm phát được boss rồi ạ. Nhưng mà sang đến câu 40 thì cẩn thận đi ạ. Câu chuyện không còn là như vậy nữa đâu ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh Bialin ạ. Các cháu hãy share video này bởi nó free ạ, giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc vào đây ạ. Câu số 17 ạ. Chất nào sau đây tác dụng được với AgNO3 trong NH3? Thế thì metan là CH4. Để tác dụng với AgNO3 trong NH3 phải hoặc là có hydro cắm vào carbon chứa liên kết 3, hoặc là có chó, hoặc là có HCOOR phải, các cháu nhớ nhá. Một trong ba cái hoặc này. Ethylene CH2 nối đôi CH2 không có, một trong ba cái này. Toang, toang. Benzen, benzen vòng benzen đây ạ.
vòng benzen đây ạ, không có một trong ba cái này. Toàn propin đây, propin đây, có hydro linh động cắm vào carbon chứa liên kết 3. Vậy chắc chắn tác dụng được với AgNO3 trong NH3, và chúng ta còn khẳng định được là nó làm sao ạ, cho ta kết tủa màu vàng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Có rất nhiều bạn top fan của chúng mình đang comment đáp án. Rất là cảm ơn các bạn top fan của chúng mình nhé, đã luôn luôn ở bên cạnh và ủng hộ chúng mình. Câu số 18. Câu số 18. Câu số 18 này chúng mình sẽ dạy các cháu một skill cực kỳ kinh điển của chúng mình luôn nhá. Một skill cực kỳ kinh điển của chúng mình luôn. Các cháu cùng xem kỹ đây này. Các cháu nhìn kỹ này. Đốt cháy CH4C3H6 hay C4H10 của chúng mình thì chung quy nó đều là hydrocarbon. Và hydrocarbon thì nó đều là có carbon và hydro đúng không? Vậy đốt cháy hỗn hợp này chúng mình coi như là đốt cháy gồm carbon và hydro. Cộng với oxy thì mình thu được CO2 và H2O các cháu nhé. Chúng ta tìm được số mol của CO2 bằng 17,6 chia cho 44. 0,4 mol. 0,4 mol CO2. 0,4 mol CO2. Chúng ta tìm được số mol nước bằng 10,8 chia cho 18 bằng 0,6. 0,6 mol nước ạ. 0,4 mol CO2 và 0,6 mol nước. Vậy đến đây các cháu nhìn kỹ nhé, chúng mình bảo toàn nhé. Chúng mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Carbon trong CO2 chính bằng carbon trong hydrocarbon. 0,4, vậy cháu này là 0,4 này. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro 0,6 nhân 2 thì cháu này là 1,2 này. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được khối lượng luôn các cháu nhé. Chúng mình tìm được khối lượng luôn là 0,4 nhân 12 cộng với 1,2 bằng 6 gam. 6 gam dễ ợt luôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 6 gam ạ. Rất là dễ ạ. Câu số 19 à. 19 rồi các cháu ơi. 19 rồi, 19 rồi. Cháu nhà chúng mình đâu rồi? Trùng hợp vinin clorua, mình viết nhá. Vinin clorua CH2 nối đôi CHCl, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì nó tạo thành gì ạ? CH2 CHCl tất cả N lần. Cháu này là vinin clorua, còn cháu này là poly vinin clorua, các cháu nhớ nhá. Polyvinin clorua. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Ok ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đấy, rất là dễ thôi. Nào mình sang câu số 20 nào. Câu số 20 anh này rất hay thi đấy các cháu ạ. Câu số 20 là tên gọi của hợp chất CH3CO là gì? Nào, khẩn trương nào. Bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án. Nhá. Bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án để nhận quà. Nhận quà xịn sò ạ. Nhận quà cực xịn sò từ chú Minh Mielin ạ. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang học buổi livestream từ chú Minh Mielin. Hế hế. Xe nào có 20 nào, những cháu nào chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu nhanh nhất thôi nhá. Bùi Anh Thư này, xe anh Thư chúng mình không loát được. Nguyệt Anh này, bước 1 xe, bước 2 comment ạ. Đây cháu này xe rồi. Bước 1 xe video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là chúng mình gửi quà luôn. Đây, Nguyệt Anh có quà luôn. Hello, chào cháu Nguyệt Anh nhá. Chào Ánh Tuyết. Ánh Tuyết này. Ánh Tuyết xe chưa? Ánh Tuyết chưa xe, chưa có quà cháu ơi. Phải xe cơ. Hello, chào Quỳnh Suri. Cháu Quỳnh Suri chưa xe, mặc đồ rất là xinh nhưng cháu chưa xe. Hello, chào Kim Thị Mỹ Duyên. Kim Thị Mỹ Duyên xe chưa nào? Kim Thị Mỹ Duyên xe rồi. Ok, gửi quà luôn cho Kim Thị Mỹ Duyên này. Bước 1 xe video livestream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Mỹ Duyên ơi, chú Minh có lớp off tại trường đại học Y nhá. Lớp Minh quý Mỹ Duyên mà muốn luyện hóa thì đến tìm chú Minh ở trường đại học Y nhá. Y Hà Nội á. Hello, chào Minh Trinh Quang, chú Minh không loát được của cháu, hình như cháu bị làm sao ấy. Cháu Nguyễn Đăng Khoa này là không gửi được là chưa có xe video livestream về tường nên chưa có quà rồi. Cháu này có quà này. Hello, chào cả nhà. Cả nhà nhớ là xe video livestream chú Minh lại về tường và comment đáp án để chú Minh tặng quà cho các cháu nhá. Bước 1 xe, bước 2 comment đáp án, game dễ mà. Dễ ọt. Hello, chào Phát Mê Tin. Phát Mê Tin xe chưa? Phát Mê Tin chưa xe, chưa có quà. Hello, chào Phương Linh. Phương Linh có quà rồi, đúng không? Phương Linh có quà rồi nè. Phương Linh có quà chưa? Phương Linh là học sinh học offline của chúng mình. Offline chắc chắn có quà xịn sò luôn rồi. Đây, xem đúng không? Ô, Phương Linh thế mà vẫn chưa có quà. Đây, gửi quà luôn cho Phương Linh.
Có fan nhiệt tình thế mà cứ bị chú Minh lướt qua. Đấy nhá, gửi quà cho con Phương Linh nhá, top fan của chú Minh nhá. Chú Minh chỉ gửi quà cho hai cháu nữa thôi. Hello chào Thu Hương. Thu Hương chưa xe, một cháu nữa. Hello chào Hưng Nguyễn. Hello chào Hưng Nguyễn. Bước 1 xe video livestream chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Liên tục xe video livestream và comment đáp án để nhận được quà của chú Minh ạ. Chú Minh thuộc tên thì chú Minh mới gửi quà được cho các cháu ạ. À, tí nữa game sẽ quay trở lại, game show sẽ quay trở lại ở câu số 30 các cháu nhá. Game show sẽ quay trở lại ở câu số 30 dành cho những cháu nào mà hay share video livestream của chúng mình lại về tường và tag các bạn vào trong video chuyện livestream cũng như là hay comment đáp án của chúng mình thì chúng mình sẽ tặng quà cho các bạn đấy ạ. Ok ạ. Cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chúng mình ạ. Sự ủng hộ của các cháu cũng như là thay lời cho chúng mình để chúng mình cố gắng liên tục về sau ạ, để có những cái bài giảng hay hơn dành cho các cháu. Câu số 20. Tên gọi của hợp chất. Câu số 20, tên gọi của hợp chất CH3 CH2 là. Tên gọi của hợp chất CH3 CH2 là. Thế cháu này tên gọi là gì ạ? Anhít gì ạ? Anhít acetic ạ. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B bò ạ. Đấy nha, các cháu nhìn kỹ lại nhá. Tên gọi của hợp chất CH3 CH2 là acid acetic là toang ạ. Anhít acetic ạ. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C ạ. Ok ạ. Đáp án đúng chúng ta phải đáp án C. Câu số 21. Ui, câu số 21 này cực kỳ hay luôn. Thề với các cháu luôn. Câu số 21 hay dã man luôn. Đốt cháy hoàn toàn. Ui, ai lại đi chơi comment đáp án trước ạ? Ai lại chơi comment đáp án trước? Chơi thế không đẹp, chơi thế là chơi xấu, không chơi với đội comment đáp án trước đâu ạ. À, bao giờ mà chú Minh đọc đến câu nào cái cháu comment đáp án câu đấy thì như vậy thì mới chứng minh được là mình thông minh, như vậy mới chứng minh là mình giỏi nhá. Câu số 21. Đốt cháy hoàn toàn 8,48 gam hydrocarbon là đồng đẳng của benzen. Là đồng đẳng của benzen thì nó là CXHI. Khối lượng là 8,48. Đốt cháy trong oxy thì thu được CO2 và nước. Đúng chưa? Vậy đây mình có này, số mol nước bằng 7,2 chia cho 18. Số mol nước 7,2 chia 18 bằng 0,4 mol. 0,4 mol. 0,4 mol nước. Ok. Vậy hoàn toàn ở đây bây giờ chúng mình có này. Chúng mình lại coi như cháu này là chỉ gồm carbon và hydro đúng không? Thì khối lượng nó bằng 8,48 này. Hydrocarbon chúng mình coi được như vậy. Thì hoàn toàn lên đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro được không? 0,4 nhân 2 thì bằng 0,8. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây bảo toàn khối lượng chúng mình tìm được khối lượng của carbon. Đúng không? Chúng mình có 8,48 thì bằng 12 nhân với N carbon cộng với 1 nhân với N hydro là 0,8. Hoàn toàn chúng mình tìm được số mol của carbon bằng 8,48 trừ đi 0,8 bằng chia cho 12 bằng 0,64 mol carbon. 0,64 mol carbon các cháu ạ. 0,64 thì bảo toàn carbon suy ra cháu này là 0,64. Đến đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là xong nhá. Đến đây chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là xong chặt luôn. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy chúng mình có 0,64 nhân 2. 0,64 nhân 2 cộng với 0,4 nhân 1 cộng 0,4 nhân 1 chia cho 2 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,64 nhân 2, 0,64 nhân 2 cộng 0,4 bằng chia 2 bằng 0,84 mol. 0,84 mà nhân với 2,4 thì bằng 18, sai rồi, sai rồi. Sai rồi, sai rồi. Xem sai ở đâu nào các cháu nào. Carbon nào. Carbon nào. 8,48 trừ đi 0,8 đúng không? Trừ đi 0,8 bằng này chia 12 bằng 0,64. 0,64 0,4 cộng 0,64 nhân 2 bằng chia 2 bằng nhân với 2,4 bằng. Sao chúng mình toàn ra là 18,86 nhỉ? Đây bài hỏi cái gì ạ? Giá trị VCO2 mắt chúng mình lé. 0,64 nhân 2,4 bằng 14,366. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Chúng mình bắt lé đấy ạ. Chúng mình bắt lé đấy ạ. Ok, cảm ơn các cháu ạ. Câu số 22 nào. Câu số 22. Đề minh họa lần 1 năm 2020 này. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp ạ? Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp ạ? Ok. Không tham gia phản ứng trùng hợp. Cháu nào ạ? Cháu nào không tham gia phản ứng trùng hợp? Điều kiện để tham gia phản ứng trùng hợp là có nối đôi CC. Ok chưa?
cứ có nối đôi CC thì tham gia được phản ứng trùng hợp. Vậy ở đây mình nhìn này, propen có nối đôi CC chắc chắn trùng hợp chặt, vứt. Ok. Nào, styren này, C6H5 CH nối đôi CH2 có nối đôi CC trùng hợp. Isopren, isopren đây ạ. Isopren có nối đôi CC, vậy là có trùng hợp. Vậy toluen, các cháu nhìn từ chữ N này tưởng là có nhưng mà lại không ạ. Không có nối đôi CC ạ. Vậy thì gì ạ? Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là G, các cháu nhá. Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là G. Toluen, toluen ạ. Câu số 23, một câu tính toán về anhydride ạ. Một câu tính toán về anhydride, một câu game cực dễ về anhydride ạ. Game dễ dã man luôn. Câu số 23, cho 12,6 gam hỗn hợp gồm metanan. Metanan các cháu biết là gì không? Metanan là cháu này này, HCHO. Và etanan là CH3CHO. 12,6 gam tác dụng hết với một lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được kết tổ bạc. Chúng ta tìm được số mol bạc bằng 118,8 chia 108. 118,8 chia 108 bằng 1,1 mol. 1,1 mol các cháu nhé. Nếu chúng mình đặt số mol HCO là A, số mol CH3CHO là B, chúng mình sẽ có hệ phương trình. Cháu này là 30A cộng với cháu này là bao nhiêu ạ? 30A cộng với cháu này là 44B thì bằng 12,6. Phương trình thứ hai ạ, 1HCO cho ta ra 4 bạc, 1CH3CHO cho ta ra 2 bạc. Vậy mình có là 4A cộng với lại 2B bằng 1,1. 4A cộng với 2B bằng 1,1 nữa là xong. Vậy ở đây chúng ta đi giải hệ. 30 bằng 44 bằng 12,6 bằng 4 bằng 2 bằng 1,1 bằng. Đấy, A bằng 0,2, B bằng 0,15. A bằng 0,2 và B bằng 0,15 các cháu nhé. A bằng 0,2, B bằng 0,15. Vậy chúng ta tìm được khối lượng của metanan đây ạ. Là 0,2 nhân 30, 6 gam. 6 gam các cháu nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Các cháu thấy game dễ chưa? Game cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy. À, rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi video này của chúng mình ạ. À, các cháu hãy giúp chúng mình ạ, à, share video này lại bởi vì nó free và giúp chúng mình tag các bạn mất gốc của các cháu lại. Ok ạ, tag mất các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Ok. Nào nào nào, tiếp tục nào. Sang câu số 24, một câu cũng là một câu game dễ luôn ạ. Câu số 24 lại một câu game dễ nữa. Xem nào, mình đánh số nhá, đánh số. 1 2 3. 1 etin vớt vớt 3 metin vớt bèn rèn. Dễ không ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đây, A. À, câu 25. 25 nào. Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom các cháu? Đấy, rất là cảm ơn các bạn đang comment rất là nhiệt tình đáp án. Các cháu phải comment nói lên đáp án của các cháu thì chúng mình mới biết được là các cháu đang học kém ở đâu. Và để buổi sau chúng mình có thể có những cái buổi mà live stream xịn hơn dành cho các cháu. Câu số 25, đây là những cái câu mà chuỗi để chúng mình chống mất gốc dành cho các cháu nhá. Chất nào sau đây không làm mất màu dịch brom? Không làm mất màu ạ. Đề bài hỏi rõ là không làm mất màu. Thế ở đây mình có acetylen CH nối 3CH mất màu, propylen mất màu, ethylene mất màu nốt. Vậy chỉ có gì thôi ạ? Metan không là mất màu. Đáp án đúng đáp án gì? Metan là không là mất màu. Ok, một câu hình vẽ thí nghiệm ạ. Một câu hình vẽ thí nghiệm cực kỳ là chất ạ. Cho thí nghiệm được tiến hành như hình vẽ bên. Ở trong xu hướng ra đề dạo gần đây thì tất cả các câu đánh giá kiểm tra thi cử các cháu sẽ luôn luôn có một câu hình vẽ thí nghiệm. Thì các cháu nhớ làm kỹ câu này để mà chống toang hóa học nhá. Thí nghiệm được tiến hành như hình vẽ bên ạ. Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch AgNO3 là nước nhỏ vào CaC2. Thế thì khi mà nước mà nhỏ vào CaC2 á thì nó xảy ra phản ứng để tạo thành CaOH2 lần cộng với lại C2H2. Được chưa? Thế mà CaH2 này dẫn vào dung dịch AgNO3. CaH2 dẫn vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thì cháu này có hai hydro linh động. Đây, HC nối 3 CH có hai hydro linh động thì nó sẽ tạo thành C2 AG2. Kết tủa màu vàng nhạt. Các cháu nhớ nhá,
kết tủa màu vàng nhạt. Đây là một câu hình vẽ thí nghiệm cực kỳ hay ạ, mà chúng mình cho vào trong đề này. Dự đoán là nó sẽ có đấy ạ. Dự đoán nó sẽ có trong đề học kỳ của cháu nhá. Ok. Câu số 27 ạ. Câu số 27. Số chất không thể nào mà tác dụng được với phenol. Đề bài yêu cầu chúng ta là gì? Số chất không thể nào mà tác dụng được với phenol. Phenol là C6H5OH. Được chưa? Nhá. Nào, C6H5OH. Vậy đây là phenol gì? Phenol thì không tác dụng với COH 2 lần. Đúng chưa? Vớt, không tác dụng với COH 2 lần. Phenol có tác dụng với natri. Một cháu. Phenol có tác dụng với nước brom không? Có, để tạo thành kết tủa màu trắng. Phenol có tác dụng với NaOH không? Có, được chưa? Bởi vì thằng này có tính axit yếu. Vậy, số chất không thể tác dụng với phenol là rất nhiều cháu tô dê là toang. Được chưa? Đáp án đúng ta phải gì ạ? 2, 3, 4. Ok. Vậy, đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Chỉ có một thôi ạ. Không thể mà. Không thể chỉ có một COH 2 lần. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C. Ok. Tiếp nào sang câu số 28. Game bắt đầu khó dần dần lên rồi. Game bắt đầu khó dần dần lên các cháu ạ. Câu số 28. Câu số 28 này đòi hỏi chúng ta phải nhớ được tên chất. Và mình phải viết được chất. Nếu không là rất dễ toang. Câu 28 này. Cho M gam hỗn hợp gồm. Cho M gam hỗn hợp gồm propan 1 ôn ạ. Propan 1 ôn là C3H7OH ạ. Được chưa? Và phenol ạ, C6H5OH ạ, tác dụng với natri dư thì thu được khí hiro. Chúng ta tìm được số mol khí hiro bằng bao nhiêu? 3,92. 3,92 chia 2,4 bằng 0,175 mol. 0,175 mol. Chúng ta tìm được số mol hiro bằng 0,175 nhá. Mặt khác M gam A, mặt khác M gamma lại tác dụng vừa đủ với NaOH. Chúng ta tìm được số mol NaOH bằng 1 nhân 0,1 bằng 0,1. Đến đây các cháu phải lưu ý chú Minh điều sau. Đến đây các cháu lưu ý chú Minh điều sau nhá. C3H7OH thì không tác dụng với NaOH bởi vì anh này ăn côn. Ăn côn thì không ăn được NaOH. Nhưng anh C6H5OH thì ăn được NaOH. Bởi vì làm sao ạ? Thằng này có tính axit. Vậy một C6H5OH ăn một NaOH nên chúng ta tìm được số mol NaOH chính bằng số mol phenol là 0,1 mol. Ok chưa ạ? Mặt khác, phần ăn côn chúng mình đã dạy rất rất nhiều là số mol 2 lần số mol H2 luôn bằng số mol nhóm OH. Vậy ở đây tổng số mol nhóm OH cũng là tổng số mol bọn này thì bằng 2 nhân 0,175 bằng 2 nhân 0,175 bằng bao nhiêu ạ? 2 nhân 0,175 bằng 0,35. 0,35. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được số mol của C3H7 là 0,35 trừ đi 0,1 thì bằng 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được giá trị của A. Để bảo chúng ta là M mà. 0,25 nhân với 12 nhân 3 cộng 7. Cộng 7 cộng với 17. Cộng với 0,1 nhân 12 nhân 6 cộng 17. Cộng 5 bằng 24,4 gam. 24,4. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. 24,4. Ok. Câu 29 ạ. Câu 29 ạ. Nào, khẩn trương nào. Khẩn trương comment đáp án nhá. Và hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc vào đây với ạ. Câu số 29. Sắp xếp theo chiều giảm dần. Sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất, các cháu chú ý nhá. Ở đây chúng mình có này, axit là cao nhất, xong đến phenol, xong đến nước, rồi đến ancol. Vậy đây mình nhìn chắc chắn nước phải cao hơn bọn này ạ. Vậy nước phải đứng đầu tiên, toang, toang. Được chưa? Xong nước rồi thì có anh ancol methylic và ancol ethylic. Thằng nào phân tử khối lớn hơn thì thằng đấy nhiệt độ sôi lớn hơn. Mà mình nhìn mình biết là C2H5OH lớn hơn đúng không? Do C2H5OH lớn hơn nên đầu tiên là nước, xong đến C2H5OH, xong đến C3H. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Cờ. Ok. 30 nào các cháu ơi. Đến 30 rồi này. Đến 30 rồi. Ui 30 này game mới hay cơ ạ. 30 này rất nhiều cháu bị lừa. Cực kỳ nhiều cháu bị lừa. À, để nhận được quà của chúng mình, bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu 30 ạ. Chúng mình hóng những cháu nào comment đáp án câu 30 ạ. Bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu 30 các cháu nhá.
Khẩn trương ạ. Bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu 30. Nào chúng mình đi tặng quà nào. À Hiền Thảo này, chúng mình tặng quà cho 10 cháu comment đầu tiên nhá. 10 cháu đấy phải share rồi. Đây Hiền Thảo share rồi. Gửi quà cho Hiền Thảo ạ. Bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ để nhận được quà. Hiền Thảo nhận quà rồi cháu nha. Chào Hiền Thảo nhá. Hello chào Lê Thị Triều Mến. Hello chào Lê Thị Triều Mến. Lê Thị Triều Mến share video livestream của chúng mình rồi. Gửi quà cho Lê Thị Triều Mến này. Đấy các cháu nhớ nhá, bước 1 share video livestream của chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là nhận được quà ngay ạ. Hello, cảm ơn tất cả các cháu đã đang ủng hộ chúng mình ạ. Nhanh tay share video livestream ạ, bởi vì đây là một video free ạ. Giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc vào đây. À không, bây giờ là không tag các bạn bị mất gốc ạ. À, bây giờ đến phần khó khó rồi. Sang phần câu 30 rồi. Các cháu giúp chú Minh tag các bạn học tốt của các cháu vào trong video livestream này vậy ạ. Giúp chú Minh tag các bạn học tốt của các cháu vào đây ạ. Bây giờ là chơi với team học tốt rồi ạ. Team học nát không học được cái này nữa ạ. Ok. Hello, chào Nguyễn Trà My. Nguyễn Trà My, chú Minh gửi quà cho Nguyễn Trà My chưa? Đây, Nguyễn Trà My xe lại rồi đây. Ở đây, gửi phần comment cho Nguyễn Trà My nhé. Ở đây chúng mình comment cho Nguyễn Trà My rồi. Ok nhá Nguyễn Trà My nhá. Hello chào Xuân Bình ạ. Xuân Bình share video live stream chúng mình lại về tường chưa? Xuân Bình quê Thái Bình cùng quê cùng chúng mình đây. Gửi quà đây, gửi quà cho đây, gửi quà cho Xuân Bình này. Gửi quà cho Xuân Bình luôn. Và mỗi lần chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi nhá, các cháu chú ý nhá. Hello chào bá chủ thế giới. Bá chủ thế giới ngày trước học off chúng mình. Hello chào bó chủ, chào bá chủ thế giới. Đây gửi quà cho bá chủ thế giới. Bị nộp phạt một gói thạch, thế là không có tiền, thế là nghỉ học luôn. Vì một gói thạch mà nghỉ học, thế có khổ không? Hello chào Phương Thảo nhá. Hello chào Phương Thảo. Bước 1 share video live stream lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Khẩn trương ạ. Nhớ giúp chú Minh tag các bạn học tốt của các cháu vào trong video live stream này ạ. Bởi vì bây giờ là chưa đến những câu của các bạn học tốt rồi ạ. Hello chào Dương Thắm nhá. Hello chào cháu Dương Thắm. Dương Thắm share rồi. Gửi quà cho Dương Thắm ạ. Chú Minh xin phép chỉ gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi nhá. Các cháu comment thật nhanh 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 nữa lên. Chúng mình xin phép chỉ gửi quà thêm cho hai cháu nữa thôi. Chào Trần Vũ nhá. Hello chào Trần Vũ. Trần Vũ xe lại về tường chưa ạ? Trần Vũ xe rồi. Gửi quà cho Trần Vũ nào. Đây, gửi quà cho Trần Vũ ạ. Hello Trần Vũ là Vũ Trần. Đấy, là Vũ Trần Chuồng. Vũ Trần không bằng gì. Hello chào Vũ Trần. Ok. Hello chào Xuân Bình nhá. Gửi nốt cho Xuân Bình này, chúng mình vào giải tiếp một lèo đến câu 40 ạ. Hello chào Xuân Bình. Đấy chúng mình cũng gửi quà. À Xuân Bình vừa có quà rồi. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi và ủng hộ chúng mình ạ. Các cháu đây là một video free giúp chúng mình share lại về tường ạ. Và tag các bạn vào trong video live stream này vậy ạ. Ok, tiếp tục ạ. Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở câu 40 nhá. Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở câu 40. Câu số 30 một câu cực kỳ hay. Câu số 30 một câu cực kỳ hay. Lycopene công thức phân tử là C4H56. Đây này, bình thường mọi hydrocarbon chúng ta là CnH2n cộng 2 trừ 2k các cháu nhé. Thế mà đây là C40H56. Vậy suy ra n bằng 40 và 2n cộng 2k trừ 2n cộng 2 trừ 2k bằng 56. Vậy thế mà ta sẽ có là 2 nhân 40 cộng 2 trừ 2k bằng 56. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được k bằng bao nhiêu ạ? 80 cộng với 2 trừ đi 56 bằng chia 2 bằng k bằng 13 các cháu ạ. K bằng 13. 13 thì 13 này thì chính là bằng số pi cộng số vòng các cháu nhé. 13 này thì chính bằng số liên kết pi cộng số vòng. 1 cộng 12 13 thỏa mãn, 1 cộng 5 vứt, 0 cộng 13 được, 4 cộng 5 vứt. Vậy bây giờ một vòng và 12 nối đôi hoặc là mạch hở với 12 nối đôi với 13 nối đôi thì các cháu lưu ý này. Sau khi cộng rồi thì nó được về dạng CnH2n cộng 2. Điều này chứng tỏ nó không có vòng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là D, mạch hở và 13 nối đôi nhá. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D, mạch hở và 13 nối đôi các cháu nhớ nhá. Đây câu này rất rất hay ạ. Sang câu số 31. Câu 31 à. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol hợp chất hữu cơ X. 0,12 thì cần dùng oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy bằng 17,472 chia 22,4 bằng 0,78 mol. 0,78 mol oxy thu được CO2 và nước hấp thụ vào bình đựng BaOH2 lần dư ạ. Do hấp thụ vào bình đựng BaOH2 lần dư nên bao nhiêu mol CO2 thì bấy nhiêu mol kết tủa.
Thấy chưa? Thu được kết tủa chúng ta là kết tủa BaCO3. Số mol bằng 94,56. 94,56 chia 197 bằng 0,48 mol. Vậy tới đây chúng ta cũng tìm được số mol CO2 luôn, 0,48. Ok. Vậy tiếp tục này, đề bài nói này, khối lượng dung dịch Ba một lần giảm 62,64. Có nghĩa mình có M vào trừ M ra bằng âm 62,64. M vào là gì ạ? Là CO2 và nước. Vậy mình có 0,48 nhân 44 cộng với lại M nước trừ M ra là M kết tủa 94,56 thì bằng âm 62,64. Đến đây hoàn toàn chúng mình tìm được M nước. Âm 62,64 cộng với 94,56 bằng trừ 0,48 nhân 44 bằng chia 18 bằng 0,6 mol. 0,6 mol nữa. Ok, vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon 0,48 chia 0,12. Vậy thì cháu nó là C4. Được chưa? Số nguyên tử hydro 0,6 nhân 2 chia 0,12 thì bằng 10. Được chưa? Vậy cháu này là gì? C4H10. Loại A, loại B, còn C và D. Còn C và D chưa biết gì đâu ạ. Bây giờ mình đi xem có oxy bên trong là X không ạ. Xem có oxy trong X không bằng cách phương pháp là bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Các cháu xem nhé. 0,48 nhân 2 nhân 2 cộng với 0,6 0,6 bằng chia 2 bằng 0,78, đúng bằng số mono 2. Suy ra bên trong thằng này không có oxy nữa. Vậy nó chỉ có thể là C4H10 thôi ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 32 ạ. Câu 32, câu khá hay luôn. Câu này kiểm tra về kiến thức của hydrocarbon, xem các cháu còn nhớ không ạ. Hãy share lại video này bởi nó free và giúp chúng mình tác các bạn học tốt ở trên lớp của các cháu vào trong video này vậy ạ. Thank you các cháu đã và đang rất là nhiệt tình ủng hộ chúng mình bằng cách comment đáp án. Cái việc mà các cháu comment đáp án ủng hộ chúng mình, đấy là thay như lời cảm ơn chúng mình, có thể giúp cho chúng mình có nhiệt huyết để thực hiện các buổi live nhiều hơn để cho các cháu nhé. Câu số 32, đề minh họa lần 1 năm 2020, nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa cùng với 2 gam vôi tối sút NaOH trong CaO thì mình thu được CH4 cộng với Na2CO3. Vậy phản ứng hydrocarbon sinh ra trong thí nghiệm trên là gì? CH4. CH4 này còn được gọi là gì ạ? Metan các cháu nhá. Metan. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, metan. Câu tiếp theo, câu số 33. Hỗn hợp khí X. Câu số 33. Hỗn hợp khí X gồm ethylene C2H4. Vinin acetylen, đây chúng mình viết ethylen, chúng ta sẽ nhìn CH2 nối đôi CH2, vinin acetylen CH2 nối đôi CH, C nối 3 CH. Được chưa? Amonic tác dụng vừa đủ với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì thu được kết tủa. Các cháu lưu ý này, cháu này không có kết tủa bởi vì không có hydro linh động. Vậy có kết tủa để chỉ có anh này là hydro linh động thôi. Vậy nó tạo thành là C3H3Ag. Được chưa? Số mol thằng này bằng bao nhiêu ạ? 19,08 chia cho phân tử khối. 19,08 chia phân tử khối nhá. Các cháu nhìn kỹ nhá. Đây, 19,08 chia cho 12 nhân 3 cộng 3 cộng 108 bằng 19,08 bằng 19,08 chia cho 12 nhân 3 cộng 3 cộng 108. Ôi số mol lẻ thế. 0,13. Đúng không? 19,08 mà. 0,13 mol. Lẻ. Vậy anh này là 0,13. Thế mà cháu này lại phản ứng tối đa với lại 0,46 mol hydro. Chúng mình chia lại một lần nữa xem có đúng không. 19,08 vinin acetylen C4H4. Đúng rồi. À sorry, đây là C4 ạ. Thảm nào, số mol lẻ chia cho 12 nhân 4 cộng 3 cộng 108 bằng 0,12 ạ. Anh này 0,12 ạ. Các cháu nhìn kỹ nhá. Ăn hydro này, cháu này có 1P, 2P. Vậy mình có số mol hydro là 0,46 thì bằng 1,2,3. 3 lần số mol của vinin acetylen C4H4 cộng với 1 lần số mol của ethylene C2H4
Vậy đến đây mình tìm được số mol của etylen bằng 0,46 trừ đi 0,12 nhân 3 bằng 0,1. 0,1. Vậy đến đây chúng ta tìm được giá trị của A, 0,1 cộng 0,12 bằng 0,22 nhá. Giá trị A chúng ta là 0,22. Đáp án đúng đáp án D. Đáp án đúng đáp án D ạ. Thì các cháu thì có dễ không ạ? Cực kỳ dễ thôi. Game dễ lắm. Mình sang câu số 34 rồi nhá. Rất là cảm ơn các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. À, các cháu hãy giúp chúng mình tag các bạn học khá cưng cũng như học giỏi trên lớp của cháu vào đây ạ. Bởi vì đây là những cái câu dành cho các bạn đó ạ. Ok, tiếp tục nhá. Butadien này. 1, 2, 3, 4. Đây là butadien. Thì nó có nối đôi CC nên là mất máu gì cam vào đúng nhiệt độ thường. Đúng. Toluen C6H5CH3. Thằng này có vòng benzen thôi ạ. Không là mất màu ở nhiệt độ thường ạ. Phải đun nóng lên mới mất màu ạ. Ethylene game dễ rồi. CH2 nối đôi CH2. Mất màu điều kiện thường. Stiem C6H5CH nối đôi CH2. Đúng không ạ? Có là mất màu nhiệt độ thường. Vinyl acetylene. Đây. Cũng mất màu nhiệt độ thường do có liên kết pi. Benzen thì không. Làm sao mất màu được thằng benzen? 1, 2, 3, 4 cháu. 4 cháu các cháu nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C, 4. Ok. Ok. 4 cháu. 35 nào. 35 nào. Khi đun nóng ancol. Ui câu 35 này hay dễ sợ luôn đấy cháu ạ. Câu 35 này là một câu vận dụng. Vận dụng nhá. Một câu vận dụng, một câu mức độ vận dụng dành cho các bạn khá cứng ạ. Khi đun nóng anconno đơn chức mạch hở X. Anconno đơn chức mạch hở X thì chúng mình ký hiệu là CnH2n cộng 1OH được không ạ? Đun nóng ở H2SO4 đặc 140 độ C thì thu được ete, và ete phải là 2 cháu này. CnH2n cộng 1O CnH2n cộng 1. Được chưa? Đây là chất Y này, đây là chất X này. Tỷ khối của Y so với X bằng 1,4357. Có nghĩa đây công thức phân tử của cháu này đây. 12N cộng 2N là 14N. 14N cộng 1 cộng đi cụm này là nhân 2 cộng với 16 chia cho 14N cộng với 1 cộng 1 là cộng với lại cộng 1 cộng 1 là cộng 2 cộng với 16 là cộng 18 thì bằng 1,4357. Bây giờ chúng mình giải cái này chúng mình tìm N là sao nhá. Rồi chúng mình giải cái này chúng mình tìm N. Các cháu nhìn này, xem nào. Nhân lên. 14 nhân 1,4357 bằng 20,0998. Thế là coi như là 20,1 cộng với 18 nhân 181,43. 181,43 thì bằng 28N cộng 2 cộng 16. Được chưa? Vậy đến đây chúng mình tìm được N. 28 mà trừ đi 20,1 thì bằng 7,9N thì bằng 184,43 trừ đi 2 trừ đi 16 bằng 166,43. Chúng mình có tính nhầm đâu không nhỉ? 18, chỗ này hình như tính nhầm. 18 nhân với lại 1,4357 bằng, chết rồi, đây chỗ này phải là 25,8426 ạ. Chết. Trừ đi 18 bằng 7,8426. Vậy chỗ này chúng ta chia chúng ta thấy được N gần bằng 1 ạ. N gần bằng 1 vậy cháu nó chỉ có thể là gì các cháu? CH3OH đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Cờ C ạ. Câu 36 nào. Úi dồi ôi, nhìn câu 36 phê không? Úi dồi ôi, nhìn câu 36 sợ chưa? Đây. Chúng mình giải chữa chậm từng tí một câu 36 cho các cháu nhìn nhá. Toluen phản ứng thế với brom. Toluen phản ứng thế brom như này. Đây ạ, toluen. Nhóm thế CH3 là nhóm thế no. Mà phản ứng thế với brom á thì nó sẽ ưu tiên thế vào vị trí octo hoặc là thế vào vị trí para cơ ạ. Ưu tiên thế vào vị trí octo, vị trí para cơ ạ. Vậy là loại thằng số 1, meta là toang ạ. CH3 no mà. Số lượng đồng phân anken của C4H8 đây ạ. 1 đồng phân, 2 đồng phân, được chưa? 3 đồng phân. Đấy, chúng mình còn chưa thèm kể hình học. Hình học là có 4. Còn anken C4H10 ạ, thì
thì chỉ có mấy đồng phân thôi ạ? C4H10 chỉ có 2 đồng phân thôi. Thế mà bảo là ăn ken ít hơn ăn can là sai. Ăn ken phải nhiều hơn ăn ken can. Sai tiếp. Game sai rồi. Đốt cháy ăn kim luôn có NCO2 lớn ở nước. Đúng. Styren phản ứng vừa đủ với dung dịch brom thì tỷ lệ mol 1:1. Styren đây ạ. Styren đây. C6H5 CH nối đôi CH2 đúng là phản ứng với brom thì tỷ lệ 1:1 thật. Đồng trùng hợp butadien và styren. Đồng trùng hợp butadien và styren chúng ta phải thu được cao su buna S các cháu nhé. Cao su buna S sai. Đề bài hỏi số phát biểu không đúng này. Không đúng ạ. 1 2 3 đáp án đúng là đáp án C. Mình có 3 phát biểu không đúng. Ok. 37 nè. 37 nè. Hỗn hợp. Câu 37. Hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đơn chức. Hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đơn chức ạ. Liên tiếp nhau trong cùng dạng đồng đẳng, đặt chung nó là RCOH. Lấy M gam X tác dụng hết với 12 gam natri thì thu được chất rắn 14,27 cộng với lại hydro 0,336 chia 2,4. 0,336 chia 2,4 bằng 0,015. 0,015. Chúng mình tìm được khối lượng của hydro luôn, nhân 2 luôn. Vậy đến đây chúng mình bảo toàn khối lượng. Chúng mình sẽ có khối lượng của X cộng khối lượng natri bằng, được chưa? Vậy hoàn toàn mình sẽ có là 0,015 nhân 2 cộng 14,27 trừ đi 12 bằng 2,3. 2,3 đã. Ok. Mặt khác từ số mol hydro đề bài nói chúng ta anh này đơn chức. Các cháu nhìn rõ chưa? Đơn chức nên mình có này. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì có phải là một đơn chức thì sinh ra 1/2 hydro không? 0,015. Số mol là 0,015. Được chưa? Nhân 1 chia 1/2. Vậy nó bằng là 0,03. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phân tử khối trung bình sẽ là bằng bao nhiêu ạ? 2,3 chia 0,03 bằng 2,3 chia 0,03 bằng 76,66. Ok. Cháu nhìn kỹ nhá. Số mol này là bằng 0,03 mà ăn nước brom cũng là 0,03. Điều này suy ra là axit hữu cơ một nối đôi CC và đơn chức. Vậy công thức tổng quát trung bình của nó là CnH2n-2O2, phân tử khối bằng 76,66. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được n trung bình. 14 lần n trung bình trừ đi 2 cộng với 32 bằng 76,66. Ok chưa? Vậy nên chúng ta tìm được n 76,66. Được chưa? Đây là trừ 2 cộng 32 thì bằng là cộng 30. Trừ 30 bằng chia 14 bằng 3,33. Vậy số nguyên tử carbon trung bình chúng ta bằng 3,33. Ok. 3,33 mà đề bài nói chúng ta là liên tiếp nhau. Vậy là một thằng phải lớn hơn 3, một thằng phải nhỏ hơn 3. Đúng chưa? Vậy suy ra một cháu là 3, một cháu là 4. 3 mà thế vào đây ạ. CnHn-2O. Vậy cháu nó là C3H4O2. Cháu nó là C4H6O2. Ok, chúng ta chọn đáp án C3H4O2 và C4H6O2. Đáp án đúng là đáp án cờ. Cờ. Dễ không ạ? Cực kỳ dễ đúng không ạ? Chúng mình giải vậy không biết là có giải quá nhanh không nhỉ? Không biết là các cháu theo dõi có kịp không và các cháu có hiểu bài không? Câu số 38. Số phát biểu đúng là hello, cảm ơn các cháu đã đang theo dõi buổi học của chúng mình. Chúng ta chỉ còn có 3 câu nữa thôi và 3 câu này ở mức độ vận dụng khá là cao. Các cháu chú ý theo dõi buổi học và tác giúp chúng mình các bạn học khá và cứng ở trong lớp các cháu vào đây nhé. Câu số 38 ạ. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là nhiệt độ sôi acetone nhỏ hơn alkylnitric, nhỏ hơn acid fluoric đúng. Anhydride là hydrocarbon, anhydride không thể là hydrocarbon. HCSO thể hiện tính khử khi tác dụng AgNO3 trong NH3 dư, thằng này bạc cộng biến về bạc, thằng này thể hiện tính oxy hóa thì đúng, thằng này thể hiện tính khử đúng. Dung dịch formalin hay phocmon là dung dịch 37-40% của acetaldehyde là sai, HCSO ạ. Đúng không? Anhydride formic ạ, acetan formaldehyde. Nước ép từ quả chanh không hòa tan được CaCO3 sai, nước ép từ quả chanh là CH3
COOH, các em cứ lấy vắt chanh vào trong núi đá vôi, chắc chắn sủi bọt xèo xào. Vậy số phát biểu đúng là 1, 2, 3 phát biểu đúng ạ. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Dễ không ạ? 39 rồi các cháu ạ. Sắp sang 40 rồi. 40 là boss của tôi ngày hôm nay đấy. 40 là boss của tôi ngày hôm nay. Không biết bao nhiêu đứa giải được 40 đây. Nhưng mà từ từ đã, là 39 đã. Đốt cháy hoàn toàn anhydride X. Đốt cháy hoàn toàn anhydride X. Thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước. Anhydride mà NCO2 bằng N nước. NCO2 bằng N nước. Tương đương anhydride no đơn. Ok, hai chức vứt. Được chưa? 0,01 mol X mà tác dụng với AgNO3 thu được 0,4 mol bạc. Vậy hoặc là gì ạ? 0,4 bạc. Vậy hoặc nó là HCHO hoặc nó là có hai nhóm chó. Đáp án A, anhydride formic HCHO. Anhydride acetic CH3CHO. Vậy cháu này không thỏa mãn nữa. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Dễ ợt. Đúng không ạ? Câu cuối cùng của ngày hôm nay. Câu cuối cùng của ngày hôm nay. Câu số 40. Câu này chúng mình tủ có ở bên trong cái đề thi cuối học kỳ của tất cả các cháu lớp 11 ạ. Ok ạ. Các cháu chú ý nhá, nó chúng mình giải theo cách cực kỳ nhanh ạ. À, tiện đây chúng mình cũng giới thiệu về khóa học của chúng mình ạ. Chúng mình có 3 khóa học dành cho các cháu năm tới lên 12, một khóa học là nền tảng về kiến thức khóa học lớp 12, một khóa học là luyện đề, luyện những đề chuẩn chất, và khóa học cuối cùng là khóa học và tổng ôn. Cháu nào muốn đăng ký khóa học thì chúng mình đã có những cái ưu đãi cực kỳ ưu đãi dành cho 50 cháu. Hôm nọ là còn 200 nhưng bây giờ các cháu đăng ký nhiều quá thì chỉ còn 50 thôi ạ. Cho những cái cháu nào mà muốn đăng ký khóa học của chúng mình thì ngay lập tức inbox cho chúng mình nhá. Ok, nào, nung nóng. Amon hỗn hợp gồm acetylen. Acetylen CH nối đôi CH. Vinin acetylen CH2 CH C CH và hydro. Thu được hỗn hợp Y ạ. Di so với hydro thì bằng 20,5. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình suy ra được phân tử khối trung bình của Y thì bằng 20,5 nhân 2 bằng 41. Đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được CO2 0,3, H2O 0,25. Ok chưa? Xác định giá trị của A thì các cháu nhìn đây nhá. Đề bài yêu cầu là xác định giá trị của A, là A đây này. Thế thì muốn giải được thế này thì các cháu nhìn này. Thứ nhất này, có phải là dù có nung kiểu gì đi chăng nữa thì hỗn hợp X và hỗn hợp Y này đều là hydrocarbon. Vậy Y chúng mình chỉ gồm carbon và hydro. Chúng mình hoàn toàn bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Cháu này 0,3. Vậy đây là 0,3. Nhìn kỹ nhá. Cháu này 0,25 nhân 2 thì cháu này là 0,5. Ok chưa? Vậy đến đây chúng mình tìm được khối lượng của Y. Khối lượng của Y bằng 12 lần khơi nhân 0,3 cộng với 1 lần nhân 0,5 bằng bao nhiêu ạ? 4,1 phải không ạ? Thế hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được số mol của Y thì bằng khối lượng của Y chia phân tử khối của Y. 4,1 chia 41 bằng 0,1. Vậy số mol của Y bằng 0,1. Ok chưa ạ? Dễ không ạ? Hiểu không ạ? Nhìn kỹ tiếp nha các cháu nha. Nhìn kỹ tiếp này. Cháu này có phải là C2H2 không? Cháu này có phải là C4H4 không? Cháu này có carbon bằng hydro. Cháu này có carbon bằng hydro đúng không? Đúng chưa? Thế vậy, vậy này, vậy ở đây chúng mình có là số mol carbon trong hydrocarbon bằng số mol hydro trong hydrocarbon, và đều bằng carbon đây, giữ nguyên đây, 0,3. Vậy suy ra chúng mình tìm được số mol hydro trong H2 bằng 0,5 trừ đi 0,3 thì bằng 0,2. Hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được số mol H2 0,2 chia 2 thì còn 0,1. Ok chưa ạ? Vậy đến đây chúng ta tìm được x thôi ạ. Số mol của x thì chính bằng số mol của y cộng số mol H2. Vậy là bằng số mol y chúng ta tìm được bằng 0,1 cộng 0,1 bằng 0,2. Ok. Vậy đáp án đúng của chúng ta, boss của tối hôm nay, đáp án A. Ok, xong chặt. Các cháu có hiểu không ạ? Các cháu có hiểu bài hôm nay chúng mình giảng không ạ? Các
Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi cái buổi học cực kỳ chất của chúng mình ngày hôm nay. Những cháu nào mà muốn tham gia và tìm hiểu các khoa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho chúng mình nhé. Các cái buổi live stream của chúng mình dành cho 2K3 liên tục vào tối thứ tư, tối thứ bảy hàng tuần. Được chưa? Nhớ đặt xem trước fanpage của chúng mình để học thật sớm nhé, để ôn thi thật điểm thật cao nhé. Nhớ là khi mà báo điểm cho chúng mình thì nhớ là khi mà thi biết điểm học kỳ rồi nhớ báo điểm cho chúng mình chung vui nhé. Chúng mình biết là có rất nhiều cháu là comment đáp án từ nãy đến giờ. Những cháu mà đã comment đáp án và share video live stream của chúng mình lại về tường thì vui lòng chụp giúp chúng mình video mà cháu đã share xong inbox gửi cho chúng mình Mia Linh để chúng mình gửi quà cho các cháu nhé. Ok, bye bye, chào tạm biệt các cháu. Bây giờ chúng mình phải đi dạy tiếp lớp VIP đây. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ạ.